Chúa Sức Khỏe xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay Chúa Sức Khỏe xin được gửi đến quý độc giả những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. Loại lá quý hơn cả vàng, tốt gấp 100 lần nhân sâm, mọc ven đường ít người biết công dụng của nó. Yến mạch, cỏ lào chắc hẳn còn khá xa lạ với nhiều người và không phải ai cũng biết được hết những công dụng quý của nó. Vậy hãy tìm hiểu xem loài cây này là gì và tác dụng của nó ra sao nhé. Giới thiệu chung về yến mạch, cỏ lào. Yến mạch hay còn gọi là cỏ lào, bớp bớp, có tên khoa học là Dromolana odorata, họ cúc Asteraceae. Cây yến mạch khá nhỏ, cao từ 1 đến 2 mét, mọc thành bụi, phần thành nhiều cành nằm ngang, thân yếu, bạch tròn, màu rất nhạt, có rãnh và lông nhỏ mịn. Lá cây cỏ lào có lông mịn ở hai mặt, mùi hăng hắc. Hoa yến mạch tập hợp thành mù kép, dài khoảng 1cm và có màu vàng lục. Cây cỏ lào phân bố nhiều ở tỉnh Đồng Bằng, Trung Du và vùng núi thấp nước ta. Loại cây này ưa sáng, chịu được hạn, thích hợp trên mọi loại đất, thậm chí mọc nhiều trên các nương rẫy bỏ hoang. Bộ phận dùng, cỏ lào được thu lấy lá và rễ quanh năm và thường dùng tươi. Thành phần hóa học, các thành phần hóa học chính của cỏ lào là tinh dầu, tannin, flavonoid, cumarin, alkaloid, trong đó hàm lượng tinh dầu trong lá cỏ lào chiếm tới 0,16%. Tác dụng dược lý của cỏ lào, tác dụng cầm máu và làm liền sẹo. Trong một nghiên cứu dùng cao lá cỏ lào để điều trị tại chỗ vết thương, phần mềm bị nhiễm khuẩn và lâu liền trên 86 bệnh nhân, lá cỏ lào được chứng minh có các tác dụng dược lý sau. Loại bỏ các vết hoại tử nhanh hơn, tăng tân tạo mô hạt và liền sẹo. Sẹo tạo thành mềm, mịn, không bị lồi, màu hồng hoặc nâu nhạt. Kháng khuẩn, ức chế các chủng vi khuẩn tụ cầu vàng, trực khuẩn mù xanh, Escherichia, Proteus. Đây là các chủng loại vi khuẩn đã khá nhiều loại kháng sinh hiện nay. Tăng tổng hợp collagen, nhanh lành sẹo. Tính vị, công dụng. Cỏ lào có vị hơi đắng, tính ấm, mùi thơm, tác dụng sát trùng, cầm máu. Theo kinh nghiệm dân gian, nhân dân ta thường dùng cỏ lào để trị các chứng tiêu chảy, kiết lỵ, đau nhức xương khớp, ghẻ lở, phòng và trị đỉa cắn, trị táo bón, chữa bệnh về răng miệng, các vết bỏng, vết thương phần mềm. Bài thuốc có cỏ lào. Bài thuốc dân gian trị táo bón từ cỏ lào. Theo kinh nghiệm của nhiều bà con vùng núi, khi bị lị, tiêu chảy và đặc biệt là táo bón, chỉ cần lấy từ 3 đến 5 ngọn yến bạch, rửa sạch, nhai kèm cùng chút muối. Nuốt cả nước lẫn bã là có thể chữa khỏi táo bón, tiêu chảy. Cũng bởi tác dụng kháng khuẩn, cầm máu, làm liền sẹo mà cỏ lào có thể trị tốt các chứng táo bón chảy máu, táo bón lâu ngày và bệnh trĩ xuất huyết. Chữa đỉa cắn, chảy máu không ngừng. Khi bị đỉa cắn chảy máu, chỉ cần vò lá cỏ lào sát vào vết thương, máu sẽ cầm ngay. Chữa các vết xước hoặc loét giác mạc. Dùng 50g ngọn cỏ lào và lá non rửa thật sạch, giã nát trong cối chảy sạch. Dùng 2 miếng gạc sạch chia thành 2 gói, đặt vào bát và đem hấp cách thủy 30 phút. Rửa sạch mặt trước với nước muối, sau đó đắp phần lá cỏ lào giã nát vào và để bệnh nhân nằm ngửa. Cứ sau 12 giờ lại thay một lần. Trường hợp bệnh nhẹ có thể khỏi sau 24 giờ. Bài thuốc dân gian giúp cầm máu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi có vết thương chảy máu, người ta chỉ cần dùng một nắm lá cỏ lào, tốt nhất là lá bánh tẻ, rửa sạch, vo nát và đắp vào, vết thương sẽ nhanh chóng cầm máu. Ngoài những công dụng và các nghiên cứu tác dụng dược lý trên, cho tới nay cây yến bạch còn được đưa vào đề tài chiết xuất flavonoid dùng trong mỹ phẩm. Rõ ràng yến mạch, cỏ lào cũng có thể là một dược liệu quý, cần nghiên cứu chuyên sâu để ứng dụng nhiều hơn nữa trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Tác dụng chữa bệnh của cây cất lợn, cỏ hôi, ít người hay biết. Tuy có cái tên khó nghe và cũng không phải của hiếm, nhưng cây cất lợn lại là vị thuốc quý có tác dụng chữa bệnh. Loại cây này có tác dụng chống viêm, chống phù nề, dị ứng trong cả đợt cấp và mãn tính. Cây cất lợn. Theo Bách khoa Toàn thư mở Wikipedia, cây cất lợn còn có tên khác là cây ngũ sắc, cây ngũ vị, cỏ hôi. Tên khoa học là Ageratum conizoides, họ cúc Asteraceae. Mô tả, cất lợn là một loài cây cỏ mọc hoang khắp nơi, nhiều nhất là ở nông thôn, mọc hàng năm, thân có nhiều lông nhỏ, mềm, cao khoảng 25-50cm, thường mọc hoang, lá mọc đối xứng hình trứng hay ba cạnh, dài từ 2 đến 6 cm, rộng 1 đến 3 cm, mép có răng cưa tròn,
hai mặt đều có lông, mặt dưới có màu nhạt hơn, hoa nhỏ, màu tím xanh, quả màu đen, có năm sống dọc. Đôi khi hoa xuyến chi, một cây thuốc họ Cúc khác, cũng được gọi là cứt lợn. Cây phát triển rất dễ ở mọi loại đất, có những nơi mọc khắp cánh đồng. Người ta hái toàn cây, cắt bỏ rễ, dùng tươi hay khô. Bộ phận dùng, phân trên mặt đất. Phân bố, cây mọc hoang khắp nơi. Thành phần hóa học, cây cứt lợn có hàm lượng tinh dầu cao, tinh dầu 0,16%, hoa có tinh dầu 0,2%. Trong tinh dầu hoa và lá đều có cardinen, caryophyllene, geratochromene, demetoxygeratochromene và một số thành phần khác. Alkaloid, saponin. Công năng, thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, cầm máu, trừ sỏi. Công dụng, chữa các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, viêm họng, viêm dạ dày, đau bụng, sỏi thận, sỏi bàng quang, hỗ trợ điều trị ung thư cổ tử cung, ung thư dạ dày. Ngoài ra, cây cứt lợn còn giúp chữa eczema, chốc đầu, viêm xoang mũi, dị ứng cấp, dòng huyết sau khi sinh. Dân gian cũng thường dùng cây nấu với bổ kết để gội đầu. Công dụng dược lý, chữa phụ nữ bị dòng huyết sau khi sinh nở, viêm xoang dị ứng. Phối hợp với nước bổ kết để gội đầu, có tác dụng sạch cầu, trơn tóc. Theo đông y, cây hoa cứt lợn có vị cay, đắng, tính mát vào hai kinh thủ thái âm phế và thủ quyết âm tâm bào, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, tiêu thủng, trục ứ, dùng chữa cảm mạo phát sốt, các chứng bệnh yết hầu sưng đau, ung thủng, mụn nhọt. Sách Quảng Đông Trung Dược còn nói dùng để trị bệnh xà tử cung và u tử cung. Một số ứng dụng cụ thể, phụ nữ bị dòng huyết sau khi sinh nở. Trong dân gian có kinh nghiệm hái chừng 30-50g cây hoa cứt lợn tươi, đem về rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt và chia 3 lần uống trong ngày, uống liên tục trong 3-4 ngày. Những cây thuốc, vị thuốc Việt Nam, trị các chứng bệnh ở yết hầu, bao gồm cả bạch hầu, hái chừng 30-60g lá cây hoa cứt lợn tươi, giã nát, vắt lấy nước cốt, hòa thêm nước và đường phèn vào, chia 3 lần uống trong ngày. Cũng có thể lấy lá phơi khô, tán mịn, dùng làm thuốc bột, ngậm và nuốt dần xuống họng. Theo Tuyền Châu Bản Thảo, trị nhọt độc sưng đau, nhổ cả cây hoa cứt lợn rửa sạch, trộn với cơm nguội, thêm chút muối, trộn đều giã nát, đắp vào chỗ có bệnh. Theo Tuyền Châu Bản Thảo, trị ngư khẩu tiện độc, chỉ nên tham khảo vì cần tìm hiểu thêm. Lá cây hoa cứt lợn tươi 100-120g, trà bính 15g, tất cả đem giã nát, hơn nóng rồi đắp vào chỗ bị bệnh. Phúc kiến dân gian thảo dược. Ngư khẩu tiện độc là tên chứng bệnh ngoại khoa của đông y do bị bệnh giang mai, hạch bạch huyết ở bẹn xương tấy, syphilitic buto. Nếu xương hạch ở bên trái thì đông y gọi là ngư khẩu, còn ở bên phải gọi là tiện độc. Xương đau do giãn gân, sái xương. Lấy một nắm cây hoa cứt lợn khô, cho vào lò đốt cháy và hun khói vào chỗ đau. Theo phúc kiến dân gian thảo dược, cảm mạo phát sốt, lấy cây hoa cứt lợn tươi 60g, sắc nước uống. Theo Quảng Tây Trung thảo dược, ngoại thương xuất huyết, lấy một nắm cây hoa cứt lợn, giã nát đắp vào chỗ bị thương. Theo Quảng Tây Trung thảo dược, mụn nhọt, mừng mủ chưa vỡ, lấy một nắm cây hoa cứt lợn tươi, thêm chút đường đỏ, giã nát đắp vào chỗ bị thương. Theo Quảng Tây Trung thảo dược, đinh nhọt sưng đỏ, lấy từ 10-15g cành và lá cây hoa cứt lợn, sắc nước uống. Theo Vân Nam Trung thảo dược, nga khẩu sang, miệng còn ngỗng, còn gọi là tuyết khẩu trứng, miệng như có tuyết bám vào, là tên gọi dân gian của chứng bệnh viêm miệng Acter, Orantrus, do nhiễm phải một loại nấm mốc gây nên, thường thấy ở trẻ nhỏ suy dinh dưỡng, tiêu chảy mãn tính, dùng kháng sinh và hóc môn tuyến thượng thận dài ngày. Chứng trạng, niêm mạc miệng phát đỏ, xuất hiện những nốt trắng hay màu trắng, bệnh kéo dài sẽ lan tới lưỡi, lợi, vòm họng trên, những mảng trắng rất khó lau sạch, bệnh kéo dài có thể gây nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa. Sốt rét, cảm mạo, lấy từ 15-20g cành và lá cây hoa cứt lợn khô, sắc với nước, chia 2 lần uống trong ngày. Theo Văn Sơn Trùng thảo dược, phong thấp đau nhức, gãy xương, sau khi đã cố định lại, lấy một nắm lá cây hoa cứt lợn tươi, giã nát, đắp vào chỗ đau. Theo Văn Sơn Trùng thảo dược, bài thuốc, viêm họng, cây cứt lợn 20g, kim ngân hoa 20g,
lá rẻ quạt 6g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang, chia từ 2 đến 3 lần. Viêm đường hô hấp, cây cất lợn 20g, lá bồng bồng 12g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2 đến 3 lần. Sỏi tiết niệu, cỏ cất lợn 20g, kim tiền thảo 16g, dâu ngô 12g, mã đề 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2 đến 3 lần. Eczema, chốc đầu, cây cất lợn lượng vừa phải, nấu nước rửa tổn thương ngày 1 đến 2 lần. Ung thư cổ tử cung, ung thư dạ dày, cây cất lợn 20g, cỏ nhọ nồi, cừm nữ khấu, dạ hương ngưu, mỗi thứ 30g, giã nát, thêm nước cây ma phong 15ml, uống sau bữa ăn 1 đến 2 lần. Đặc biệt tác dụng của cây cất lợn trong chữa trị viêm xoang. Ở Việt Nam, viêm mũi xoang gặp ở 15 đến 20% dân số, bệnh khởi phát dưới ảnh hưởng của khí hậu môi trường, độ ẩm, điều kiện sống, sinh hoạt, sự mẫn cảm của cơ địa và rất hay tái phát. Việc điều trị thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng, thậm chí có người phải điều trị nhiều năm liên tục với những thuốc Tây y đắt tiền. Mỗi đợt thuốc có thể tốn hàng triệu đồng, khiến nhiều bệnh nhân không theo được. Từ lâu dân gian đã lưu truyền tác dụng chữa viêm mũi xoang của cây hòa cất lợn. Cách sử dụng: chọn lấy cây tươi về ngâm rửa sạch rồi để ráo, giã nát, vắt lấy nước tẩm vào bông. Dùng bông này nhét vào lỗ mũi bên đau khoảng 15 đến 20 phút. Rút bông ra để dịch mủ từ trong xoang và mũi giải phóng ra ngoài, rồi xì nhẹ nhàng, tránh xì mũi mạnh vì lúc đó mủ từ trong mũi xoang có thể đi qua đường nối thông giữa mũi và tai, gọi là vòi nhĩ, gây viêm tai giữa cấp. Hiện nay đã có một số thuốc chiết xuất từ cây cất lợn, bào chế dưới dạng dung dịch nhỏ mũi, rất thuận tiện cho người sử dụng. Tuy nhiên, bệnh nhân nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ tai mũi họng để có chẩn đoán chính xác, loại trừ trước các khối u mũi xoang và hướng dẫn cách theo dõi khi tự dùng thuốc ở nhà. Bản tin Chuối Sức Khỏe xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sức khỏe tiếp theo. Thân ái!